lòng thương đau. Và đúng ra là có mình bệnh án, mình bệnh án ấy, nhưng mà thật sự là mấy em đi lâm sàng chắc là cũng đã bệnh rồi phải không? Tức là cách làm bệnh án, đổi bệnh, rồi biện luận thì kia đó thì mấy em đã học rồi phải không? Thì đã học xong bài này đó, chưa có bài đọc. Thì hôm trước đã trình mấy em bệnh án về cường cơ bảo giáp rồi đó, một cách tương tự như vậy đó. Chưa có bài đọc. Thì sau cái bài này đó thì mấy em sẽ dành giải đáp thắc mắc cho mấy em. Thì xong sẽ kết thúc xung quanh khoảng 3 giờ được không? Được không? Được. Rồi, ok. Tiếp nha. Có ai đã học không? Nhắc lại chút xíu về cái giải phẫu và sinh lý chứng thượng thận. Sau đó sẽ đi vào các cái bệnh lý thường gặp chứng thượng thận. Thì mấy em là đối tượng là Y3, xem như Y3 đi, này cũng như đầu năm Y3 rồi đúng không? Thì cái giống như cái thời của mấy em vậy đó. Ngày xưa là Y3, Y4 á, là chỉ là học triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán thôi. Mà bác sĩ thì phải điều trị ghi to đúng không? Ai cũng muốn như vậy đúng không em? Em lại muốn là biết thuốc. Nhưng mà thật sự là cái kiến thức được học đến thậm chí năm thứ tư đó, mình vẫn mơ. Tại đâu biết thuốc gì đâu. Có khi mình về qua á, hàng xóm hỏi thấy người ta đâu thuốc không tử được thôi, cũng đâu biết cho đúng không? Không thấy cho mình cho đại chứ đâu biết. Nhưng mà em yên tâm, cái kiến thức từ năm y năm y sáu đó là nó sẽ tăng theo cấp số nhân rất là nhanh. Mà lúc đó đó mấy em sẽ học chán cái thuốc luôn, học không nổi luôn rất nhiều. Do đó mà mấy em sẽ thấy được như vậy đó. Những cái năm đầu khi chứng học và bệnh lý chẩn đoán thì nó hơi gọi là nó hơi nhàm chán xíu, tại vì thấy trời bác sĩ gì đâu mà về nhà người nhà má cứ xin chị thuốc cũng cứ cho ví dụ vậy nha. Nhưng mà thôi cuộc đời là như vậy đó. Sẽ mấy em năm y cuối mấy em sẽ rất là giỏi, rất là cái đích phải rất nhanh. Rồi cái trí tuệ thận, hôm trước anh cái bài thăm dò trí tuệ thận anh đã nói kỹ rồi. Trí tuệ thận là một cái tuyến nằm ở đâu? Dưới đường thận, trên đường thận, trong dưới thận, trên thận và trong thận. Trên đúng không? Trên mà thượng là trên đấy. Là một cái tuyến nội tiết nha, trên nằm phía cực trên của cái thận. Mà đặc biệt ở chỗ là gì mấy em? Cái thận là nằm ở đâu? Đúng, mà nó lại rất là nhỏ ha, và được cái cột sống che chở rất là vững vàng. Do đó mà chấn thương bụng, sau này em học ngoại mình liệu về ngoại đó, chấn thương bụng kính tức là tổn thương những cái tạng đặc, ví dụ như gan, thận, lách, và tổn thương cạn rỗng là ruột đó, bàng quang đó. Nhưng mà hầu như là hiếm khi chấn thương tuyến thượng thận. Do đó mà mấy em biết là tuyến yên là một cái tuyến cấu trúc rất đặc biệt nằm trong cái yên của sống bớm. Chứ mấy em một số em có thể là không học, nhắc lại nó rất là đặc biệt, tức là những cái chấn thương bên ngoài rất là khó tiếp cận đó. Tại vì nó là cơ quan mà điều khiển sự sống, sự hoạt động của toàn cơ thể. Cái nghiêng đó rồi đó tới đứng thận là một cái tuyến quý phái ha, tiếp theo của cái nghiêng, nó được che chở rất kỹ vậy đó ha. Do đó mà nó là nơi cái tiết ra những cái hormone rất quan trọng duy trì sự sống ha. Rồi tuyến đứng thận gồm có hai phần hay là hai cái lớp đường ha, là phần lớp vỏ và vùng gì, vùng vỏ và vùng vị. Vùng tỷ chỉ chiếm 10% của cái gọi là cái kích thước của tuyến thận, còn ngoài là vỏ. Và cái vùng vỏ đó thì nó có 3 lớp nữa. Nó 3 lớp. Lớp ngoài cùng là lớp cầu. Lớp kế đó là lớp bó và cuối cùng là lớp lưới. Có ngoài là cầu nha, có ngoài nhất là cầu, giữa là lưới, trong là cái giữa là bó, trong là lưới. Cũng đúng,
rồi ba cái tổ thi đó lớp cầu thí ra cái gì, lớp lưới thí ra cái gì, và còn cái son ít thôi nha, tại vì nó lẫn lộn giữa hai cái lớp. Và lớp bó thí ra gì, còn cái son giỏi. Trong ba lớp đó, trong ba cái lớp đó hay là ba học môn đó, thì lớp nào hay là môn nào được sự điều hòa của thiếu niên? Lớp bó, lớp ha, condition là sự điều hòa của thiếu niên. Cụ thể là môn gì? Quá giỏi, quá giỏi. Như vậy với một bệnh lý của tuyến tương tự, đây là cơ chế điều hòa ngược đó. Ôi, chưa tới hả? Tới ngay đi. Đây. Mời một em nào nói lên cơ chế điều hòa ngược coi. Em này đi. Nãy đủ bố bạn nè. Đầu tiên là cái tuyến yên sẽ thiết ra cái CRH. CRH thì kích thích viết ra ICDS. Không mời nghe nha, nói bất kỳ nữa nha. ICS thì tiến đến vùng của là cơ quan đích của tuyến thượng thận, thì ở đấy nó sẽ tiết ra cortisol, cortisol quay lại ức chế CRH, thì có hai loại đó là chia hai loại cường với cả suy. Nếu mà cường thì cường tuyến thượng thận thì nguyên phát và thứ phát, nguyên phát và thứ phát, nguyên phát thì nó sẽ đến từ tuyến thượng thận, còn thứ phát thì nó sẽ đến từ tuyến yên. Còn có mấy trường hợp bệnh lý? Có hai trường hợp trong một cái cường tuyến, cường tuyến thượng thận, suy tuyến thượng thận và nguyên trong tuyến thượng thứ và nguyên phát thì có cường và suy, thứ phát cũng vậy. Vậy là có mấy trường hợp? Có 4 trường hợp. Alo, cái này bổ sung không? Bạn nói cái này bổ sung không? Mời em. Em cũng nghĩ là có 4 trường hợp bệnh lý. Nhưng mà nãy nói xe là ác, người kia nói là tiếng ác, rồi tiếng này tiếng kia thì không? Bạn nói đúng không? Xe là ác là à rồi, còn xe đang hát là đông thế thì trước thì sau thì giữa. Đúng. Như vậy trường hợp này nó giống với trường hợp gì của các tiếng khác là gì, tiếng giá tiếng gì nữa, tiếng dinh dụng. Đúng, đây gọi là đây gọi hệ thống gì, trục. Trục gì nó nghe hai trục, đầu tiên là gì? Tên gì? À rồi, nguyên tuyến, tuyến giáp. À rồi, tuyến nguyên tuyến thượng thận. À rồi, tuyến nguyên tuyến sinh dục. Còn hai cái hormone tác động trực tiếp của tôi đích là gì? Là prolactin và hormone. Tuy nhiên hormone thì nó thông qua GCF1 ở gan cái nha. Rồi, như vậy là hôm nay nghỉ rồi đó. Rồi, em nào thấy tự tin miễn thi cho ra anh đi. Miễn thi luôn. Em nào đó được chồng miễn thi. Em nào cho ta đi. Lúc trước em học sinh viên như vậy đó. Thế đóng giờ tài là 10 đứa. Em nè, ví dụ em này nè, thôi một em. Rồi, ok. Làm sao đi lại? Miễn riêng từ này thôi, chứ gì đâu. Rồi, em thấy cái nghiêng dễ không em? Dễ không? Cái nội tiết chung dễ không? Về thăm dò nội tiết dễ không? Dễ lắm. Dễ lắm. Và lâm sàng gặp bệnh, rồi em thấy nó cơ chế thì kia rất là nó có liên hệ rất là chặt với nhau. Trả tiếp chưa lắm mà.
Rồi như vậy thì nó sẽ có một số trường hợp nói về về nội tiết đó là học cường, bệnh lý nó là cường hoặc là suy. Còn bình thường có gì đâu bệnh, bình thường là bình thường. À, cường suy đầu tiên là cường anastron nguyên phát, tức là u của lớp đầu tiết rất nhiều anastron. Như vậy em biết là cái vai trò chính của anastron là gì? Giữ muối nước, giữ muối nước. Như vậy thì như vậy thì cái anastron này nó tác động vào cái vùng nào của cái áp hậu? Không được gần, đường xa không góp. Đường xa nghe. Đấy. Đây là một cái bệnh lý do cái u của đường thận mà u vùng lớp cầu tiết ra nhiều hơn. Và đây là cái nguyên nhân gây tăng huyết áp ở người trẻ tuổi. Trẻ tuổi là sao? Là cỡ 20, 30, à, cỡ mấy em vậy nè. Mà tự nhiên có tăng huyết áp là có chuyện. Là phải có nguyên nhân là nó tăng huyết áp. Thì một trong những cái bệnh lý đó là cường anastron nguyên phát. Như vậy thì mấy em sẽ phân biệt với một cái tình trạng nữa là cường anastron thứ phát. Nguyên phát là bản thân ha. Còn thứ phát là cũng như vậy thì anh nào nói về cái mấy em học cái hệ là A chưa? Rồi đây mời một em nha, tức trưởng không? Ôi mà cứu luôn. Rồi hồi em tới hệ RA nha, để biết được cái anastron này. Dạ, ở thận thì ở gần cuối cái nói chung là cái nephron thì nó có cái vùng nó cảm nhận được là nước tiểu là đang mặn như là rồi nó nếu mà thấy là cần là phải tăng cái áp lên là giữ nước giữ muối thì nó tiết đèn đêm xong đèn đêm chuyển tăng siêu đến sinogen thành tăng siêu đến sinh một tăng siêu đến sinh một đi lên tới phổi thì gặp cái men ACE men chuyển cái men ACE thì biến tăng siêu đến sinh hai tăng siêu đến sinh hai nó sẽ angiotensin 2 thì nó vừa có tác dụng là nó tác dụng lên cái mạch máu nữa là tăng co mạch tăng áp với lại nó như là những cái tình trạng mà tiết ra aldosterone nó cũng tác động lên cái ống lượng cái chỗ ống lượng xa thì nó sẽ giúp rút mà với lại H2O sẽ đi theo sẽ kéo nước vô lại thì nước vô lại cơ thể thì như là nó tăng thể tích thì nó đồng nghĩa với tăng huyết áp. Về đêm là phút đầu mà quên không tả tiết ra bởi cái gì mà juxtaglobulin gì nè đúng 95% rồi đó. Tốt đấy, màu em nữa đây. Em nữ đi, em gái này đi. Em gái của bạn này. Có em nữ đi, em nghe anh hồi cũng như không biết vậy đó ha. Anastron, đúng không? Như vậy renin nó đâu tiết ra mấy em?
phức hợp cạnh cầu thận. Rồi tiếng Anh nó là muscular dense đó, phức hợp cạnh cầu thận. Như vậy cạnh cầu thận nó cạnh sao? Cạnh là sao? Em biết là cái cầu thận giống như cái một cái quả cầu thì nó có cái ống gà ở bên cạnh, hiểu không? Thì nó vặn xuống cái ống đường xa, hiểu không? Đó là cầu thận và cái hệ thống ống thận. Như vậy em thấy là xưa nào cũng vậy, nó uống sao mà nó ống đường xa, đoạn đầu ống đường xa nó tiếp xúc với cái cầu thận, nơi đó nó có muscle đen. Ngày xưa hiểu ủa nó ra luôn, nó đi luôn sao mà cái ống đường xa ở đây sao mà nó dính được vô cái cầu thận bản thân đó, em hiểu không? Nhưng mà có chút á, nó ra một xíu mà nó ngoặt lại, ngoặt lại trước khi cái ống đường xa nó xuống đó thì nó ngoặt lại, nó dính vào cái cầu thận, giống như là giống như mấy qua cầu xuống cái ống nước vậy, cái em móc ống nước lên cho dính vô cầu thận. Đó là phức hợp cạnh cầu thận. Và tiết ra renin. Như vậy thì cái chỗ đó là điều hòa nước và điện giải. Do đó mà em thấy là cái khi mà cơ thể mất nước ha, thì muối nó đến nó nhiều, đúng không? Natri đó. Hoặc là khi mà dư nước đó, thì natri đến đấy, hiểu chưa? Tức là mình phải tiểu nhiều mà lỏng này, nước nó nhiều mà lỏng. Như vậy thì mình không nói là giống như bạn nói chữ, mình không nói là nước tiểu nó biết là có mặn hay không mặn, thì vậy mình biết cái nước tiểu sao nó biết cái lớp đó nó biết là có nhiều muối hay là ít muối, hiểu chưa? Nếu mà nói muối á thì sẽ tăng tiết ra và nó dẫn đến là tăng hydroxin 2, đúng không? Rồi cuối cùng hydroxin 2 nó mới tiết, mới đến cái lớp vỏ thì trở tiết ra nó tron, nó chữ hiểu không? Như vậy thì đó là cơ chế của hệ RNA. Như vậy thì aldosterone tăng thường là cái hậu quả của tăng renin trước đó, đúng không? Như vậy thứ phát là gì? Thứ phát là những cái trường hợp mà thiếu gọi là thiếu cái thể tích tuần hoàn trong cơ thể mãn tính. Ví dụ suy tim, suy thận, hội chứng cần thơ, mấy em thấy bệnh nhân cù rất nhiều nhưng mà thể tích lật mặt rất ít, lý do nó ra ngoài hội viên thế này. Như vậy thì nó sẽ sao? Nó sẽ tăng tiết về nhìn để nó mong được tán phu để giữ lòng mạch. Nó đâu có biết là trong cơ thể nó ngoài mua kẻ quá thì nhiều nước đâu. Thế là gọi là trường hợp đó là gọi là tăng aldosterone thứ phát. Tức là cơ sở của về nhìn tăng quá mức. Còn trong trường hợp này là nó không cần tăng về nhìn mà nó tăng aldosterone luôn, và như vậy sẽ ức chế được về nhìn được không? Em hiểu không? Về nhìn rất thấp trong cái lượng aldosterone nguyên phát. Rồi về lâm sàng, cơ chế bây giờ nói đó nha. Khi mà tăng aldosterone nhiều quá đó, dẫn đến tăng tán thu muối, bởi vì nước kèm theo tăng đến tuần hoàn, dẫn đến là tăng huyết áp. Tuy nhiên quá trình mà tăng tán thu natri đó thì sẽ thải kali, thì đó bệnh nhân sẽ có hạ kali. Lâm sàng tức là những cái điểm gì, đặc điểm gì mà gợi ý của mình là bệnh nhân này là cường đó thôi, nguyên phát là bệnh nhân ngoại hình, nhất ngoại hình là không có chứng gì hết, không có gì nổi đặc biệt đó, ngoại trừ nếu hạ kali nhiều quá, ví dụ huyết áp là cái tăng huyết áp rồi, ngoại trừ kali nhiều quá thì bệnh nhân sẽ yếu cơ hoặc là liệt. Thì yếu
còn thể trạng bình thường ở ngoài là mình nhìn sơ qua là không khác biệt gì hết. Cho nên bệnh nhân đến với em khai là tăng huyết áp, trẻ tuổi, có lâm sàng có thể là ăn yếu chi vậy đó, thử gan có kali thấp thì nghi ngờ chứ cường rồi nghi ngờ. Cho nên cận lâm sàng nghi ngờ như vậy đó là mình thăm dò. Thăm dò là mình đo cái chất gì trong máu để biết nó là cường đó trong máu. Thì thứ nhất là testosterone máu phải tăng, tăng bao nhiêu nó có tưởng sau này để học bệnh học rồi mấy em học điều trị em biết. Renin máu giảm, nhớ nha mấy em, đây là nguyên phát thì renin máu sẽ giảm tại vì nó bị ức chế cường. Hạ kali máu và kiềm chuyển hóa. Mấy em đã học cách đọc khí máu chưa? Kiềm chuyển hóa là cái gì? Đọc sao? Khí máu của bạn thì chỉ cần coi cái pH, coi có ba thì là chính là pH, CO2 với cả CO3 trừ thì coi là pH nó trên khoảng tầm 7.45 thì còn thì đấy là nó bắt đầu làm nhiều rồi. Còn nếu mà chuyển hóa thì CO2 thì tầm 18 CO2 nhớ rồi. Em nào bổ sung đi. Tăng chứ, tại vì HCO3 tăng dẫn đến cái CO2 nó phải tăng, nó có cái bù trừ HCO3 cái lộ cái bị lộ cái đó. Đúng. Cho nên có ba cái đặc điểm kiềm chuyển hóa là pH trên 4.4 trên 7.4 chứ có ừ nữa anh nào ừ đi. pH trên 7.4 HCO3 trường tăng, HCO3 trường tăng và BaCO2 tăng, tăng tức là bạn sẽ giảm thở lại để bù trừ trạng kiềm. Nha, học chị đi nha, học điều trị học rõ nữa nha. Ok, cảm ơn em. Cái đó về ngoại hình của bệnh nhân là không có gì gọi là đặc hiệu hết, chứ là cần làm sao và chỉ có tăng huyết áp thôi nha, và hạ kali thì cực kỳ hiếm, cực kỳ mà gây cái liệt thì cực kỳ hiếm. Nó luôn là sau này mình học sẽ biết là nó có 5-6 cái thể bệnh cường cholesterol nguyên phát. Thể bệnh là sao? Thể bệnh là có thể là u một bên thượng thận, u hai bên thượng thận, về ung thư thượng thận. Sau này em học đang giới thiệu thôi. Sau này em học điều trị tiếp. Rồi tăng sản hai bên thượng thận. Tăng sản tức là tăng sản mạch vô học á. Còn chụp CT ra thì không thấy gì hết. Không thấy gì hết. Rất nhiều thể như vậy. Do đó có cái từ hồi nãy là hội chứng con á. Cái chữ con đó là chỉ đúng với một cái trường hợp đó là u thượng thận một bên, là do cái ông tác giả con này ông phát hiện ra cái bệnh này. Ông thấy là những cái nào tăng huyết áp có hạ kali mà giải phẫu ra nó có cái u thượng thận một bên thì đó là không phát hiện ra, là một thể thôi, còn 4-5 thể nữa thì nói đấy nha, sau này phải học tiến bộ. Rồi hội chứng tích sinh. Hội chứng tích sinh là cường của cái lớp gì? Lớp mó, lớp bên giữa. Hội chứng tích sinh. Như vậy thì nó cường tức là nó tăng cái hormone cortisol.
tiết rất nhiều vào trong máu nha. Về nguyên nhân á, về nguyên nhân thì nó có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là do bản thân của cái thượng thận, hoặc cũng có thể là gì, từ tuyến yên, đúng không? Ừ. Hoặc là từ một cái ung thư làm chỗ cái ung thư của cái tuyến khác, ung thư phổi, ung thư ruột gì đó bất kỳ á, mà nó tiết ra cái chất giống như là CRH. Em hiểu không? Và nó kích thích lớp bó được làm tiến rất nhiều bệnh sống. Về nguyên nhân này vậy đó. Do đó người ta gọi là, người ta chia hai nhóm, đó là kết sinh tùy thuộc ACTH hay là phụ thuộc ACTH thì đúng nha, tùy thuộc hay phụ thuộc thì đúng. Tức là sao? ACTH trong máu tăng. Thế đó mà nó tiết cortisol rất nhiều. Và dĩ nhiên đó, em biết là androgen cũng tăng ít thôi nha. Nhưng mà nếu ACTH càng nhiều thì cortisol nó cái androgen nó cũng tăng. Lâu ngày cũng nghe cái triệu chứng cường cho xem. Rồi em nhớ cái thuật ngữ nha, hội chứng kết sinh là gia tăng cortisol trong máu bất kể nguyên gì. Còn bệnh kết sinh là bệnh lý do u tuyến yên tiết ra CRH. Em hiểu ha? Đó, và đây là cái tỷ lệ rất thường gặp trong hội chứng vaccine nha. Dòng ở tuổi trung niên 20-40 tuổi. Rồi trong cái tùy thuộc ACDF á, một là ACDF từ tuyến yên, hai là ACDF làm chỗ, hay nói cách hơn đó là ung thư từ một cái khối u nào đó anh vừa nói nha. Và cái này, những trường hợp này nó sẽ có cái hội chứng cận ung thư, sau này họ công bố là cái hội chứng cận ung thư, tức là những di chứng của ác tính ấy. Ví dụ như là bệnh nhân sẽ ốm rất nhanh, gầy ốm rất nhanh, sụt cân không rõ lý do, ăn uống kém này kia, đau nhức xương, ví dụ như vậy. Đây là hội chứng cận ung thư. Rồi hội chứng kết sinh không tùy thuộc ACTH hay là không phụ thuộc ACTH thì chính là bản thân u thượng thận tiết rất nhiều cortisol. Như vậy trong trường hợp này đó, mình đo cột ACTH và cortisol thì sao? Cortisol sao? Tăng. ACTH sao? Giảm. Không tùy thuộc mà, không phụ thuộc mà, là bản thân nó cường lên mà. Nha. Đó là vì mặt cơ chế bệnh sinh. À. Tuy nhiên về chẩn đoán sau này á, thì nó khác với tuyến giáp, với sinh dục xíu. Là em biết là cortisol máu nó tiết ra nhiều nhất vào 8 giờ sáng, sau nó giảm dần và thấp nhất là khoảng 11-12 giờ khuya, nó tăng lại từ 2-3 giờ sáng. À. Sinh lý tiết của cortisol là như vậy. Cho đó em buổi sáng em rất là minh mẫn thôi, buổi chiều. Như vậy thì khi mà mình kết sinh á, thì tuyến thận sẽ tiết ra gọi là mất chu kỳ ngày đêm, nó có thể tiết bất kỳ lúc nào nó muốn. Cho nên nếu mà chúng ta đo rồi xong buổi sáng á,
thì có thể là ông ta có bức hay tăng bức khác. Thì đó mà chẳng đón cường rồi mà chúng ta xin nội sinh á, thì chúng ta phải lấy máu 24 giờ. Nước tiểu 24 giờ chứ là nước tiểu 24 giờ. Nước tiểu 24 giờ. Để chúng ta đo tổng lượng trong ngày nó vượt qua cái ngưỡng bình thường là bao nhiêu. Đó là cách như vậy thôi. Sau này mấy em sao không tự trị. Còn cái phần rất quan trọng em cần phân biệt. Tất cả hãy nói giờ đó, hãy nói nãy giờ đó là kết sinh tùy thuộc cái sinh hay không tùy thuộc cái sinh được gọi là kết sinh nội sinh. Nội sinh tức là bản thân cái tinh thần tiết cạnh thiện. Còn một trường hợp nữa là kết sinh ngoại sinh, tức là bệnh nhân dùng những cái chế phẩm còn cái quyết điều trị một bệnh gì đó bất kỳ hay là lạm dụng không cần thiết lý do nào đó thì bản thân nó cũng vô dùng lâu ngày nó cũng giống như cái sinh nội sinh đúng không? Nhưng mà lúc mà đo cortisol máu đó thì nó sẽ có thể nó thấp gây ra trường hợp suy tinh thần. Mấy em biết là khi mà mình bổ sung cortisol những thuốc mà chứa cortisol ngoại sinh vào thì hậu quả là gì? Ức chế sinh hát đúng không? Như vậy ức chế ACTH thì cái tuyến đường thận nó có làm việc không? Nó sẽ teo đi. Nó teo đi từ từ. Do đó mình có quy tắc mình nhớ như vậy. Dùng corticoid vì một lý do nào đó, nếu được thì dùng tối đa là 2 tuần. Nhưng nếu sau 2 tuần thì nguy cơ ngưng đột ngột sẽ rơi vào suy tinh thần rất lớn. Lúc đó ngưng phải có lộ trình, tức là ngưng phải giảm điều từ từ mới ngưng được. Đó là nguyên tắc chung như vậy. Là sau này mấy em sẽ hỏi một cái bệnh lý, sau này mới học những cái bệnh lý mà dùng còn cái quyết bắt buộc chỉ định á, còn cái quyết cũng là một cái giải cứu điều trị cho một số cái bệnh đặc hiệu đó, thì sẽ có cái cách dùng chứ không phải dùng muốn dùng như là dùng. Tại vì do đó mình trở lại có cái xin cho thuốc đó, dùng trên 2 tuần cho đi, càng kéo dài thì nguy cơ suy tinh thần khi ngưng thuốc càng lớn. Tại vì khi mình ngưng như vậy đó, tinh thần nó không có làm gì, suy tinh thần. Cho nên nhớ kết sinh nội sinh vì bản chất nó là cường cortisol, là cường. Còn kết sinh ngoại sinh bản chất nó là suy tinh thần nếu mà ngưng được ha. Rồi về lâm sàng thì mấy em nhìn là biết liền kết sinh, nhìn là biết liền. À, còn hội chứng con đó rồi thì nhìn không biết, nhìn không biết gì hết, chỉ có tăng huyết áp. Và giới ngay cái sinh sinh này cũng là nguyên nhân cái tăng huyết áp nha em, tăng huyết áp. Tại vì cortisol nó cũng có tính mineral của tiêu huyết, và những cái chất từ đường thận nó cũng có mang tính giống giống nhau xíu, nhưng hoạt tính ấy. Rồi bản thân cortisol nó cũng làm tăng huyết áp, rồi cũng hạ kali máu. Về biểu hình thì em thấy là gọi là có sự tái phân bố mỡ, nhớ một câu như vậy. Tái phân bố mỡ tức là mỡ tập trung rất nhiều ở mặt và cái vùng bụng, còn lại những cơ khác thì teo cơ nha, tay chân thẳng phiêu. Ở cái mặt như vậy đó, cái mặt như vậy cái xin. Còn em nhớ nha, những trường hợp cái đó mà sau này em học lâm sàng em biết, nhìn thì cái xin á thì tùy vào cái bệnh lý diễn ra lâu hay là mới, và cái xin biểu hiện có rõ hay là chưa rõ,
cho nên cái đội, cho nên mấy em, cho nên chuyên khoa là như vậy đó, là sẽ nhìn những trường hợp mà cái xin mà đặc biệt bác sĩ khác không chuyên khoa là chưa nhìn ra. Đây là rõ rồi đó mấy em nghe, còn không rõ thì sau này em trải nghiệm em sẽ thấy rõ, rất rõ. Cho đó mà thường ví để mà để mấy em dễ nhớ đó, ví bệnh nhân cái xin đó, nội sinh ngoại sinh luôn đó nha, là giống như cái quả táo mà cắm bốn cái que xỉa răng đó, bốn vào giống như hai tay cho nó cản khiêu vậy đó, mỗi bụng nó vậy đó à, em hiểu không? Nhưng mà nhớ là quả táo nhỏ thôi, cái táo bự quá kỳ nghe, cho nó thấy được cái hình tượng về một cái bệnh lý này. Và thay đổi da thì da rất là mỏng, da mỏng tại vì nó teo cái lớp mô dưới da, cho nên hầu như là chỉ còn da, rất là mỏng, rất dễ da tràn xuất huyết. À, vết thương đâu làm tại vì cái mô liên kết da rất là mỏng. Rồi nó tạo ra những cái lớp sọc nè, nứt da. Cái nứt da này em học sản em thấy nó gặp ở thai kỳ tương tự có thai đó. Lý do là sao? Cái vùng bụng nó mập, nó tăng cân nhanh quá thì nó phải nứt da. Cho nên những em béo phì á, những em bé béo phì nó cũng nứt da, nứt da đùi, hai bên đùi mà cái nơi mở nhiều đó, bụng rất là dễ nứt da. Còn cái bụng mình, cái đùi mình có nứt không? Trời dở thôi thiệt trời, dở thiệt luôn. Rồi bệnh nhân sẽ có rậm lông. Rậm lông là vai trò của androgen đấy, nó cũng có hoạt tính androgen. Rậm lông tức là có râu á, nữ tự nhiên thời gian có râu à, em có râu. Cho nên những bệnh nhân mà mấy em thấy nó khổ vậy này, những bà già ông già mà biết đó, càng lớn tuổi thì cái khớp cao là thường gặp nhất, thế là đi cho bác sĩ cho dùng corticoid thuốc đó. Mà dùng là yến vô để giảm đau, các nguyên rất tốt. Thế là như thuốc tiên vậy đó, ăn ngon ngủ ngon, rồi tóc bạc nha, tự nhiên cái là mọc tóc đen, thời gian tóc đen luôn. Trời ơi, đã đồn mà thấy không, trời ơi, cái lão hoàng đồng thuốc mày hay nè. Mà thường là dạng thuốc thuốc tể gì đó, thuốc tể thuốc viên gì đó, trời uống viên đảm bảo cái này khỏe liền, cung cấp vô khỏe liền. Bắt đầu là mọc dần, bắt đầu là mọc to ra rồi hồng hào lên, cái chân tóc là nó rậm rậm lông màu đen à, rồi giới thiệu mình người kia à, thế là rồi nguyên mày tiêu luôn à, xong xong à, xong ngưng cái đâu là nhập viện thì nhiễm trùng rồi chết, điều gì xuyên thận, hoặc là bản thân nếu dùng kéo dài á thì sẽ loãng xương, gãy xương, giảm suy giảm miễn dịch, rất dễ nhiễm trùng và chết là viêm phổi hay là cái gì đó à, tích xin ngoại sinh. Mấy em đã đi qua cái lớp cường của lớp cầu, cường của lớp bó, còn một cái nữa là cường của lớp lưới, là cường của quan sinh dục. Cái này rất là sâu và rất là khó, liên quan rất nhiều cơ chế. Và thường á mấy em sẽ học cái bài này đó ở cái trình độ sau đại học, về đầu tiên chưa một chưa hai gì đó, em sẽ học rất là sâu và rất là hiếm gặp lâm sàng à, rất hiếm gặp lâm sàng. Cho nên sợ nói nhiều mấy em rối cái này nha, và trong chương trình thì em cần học rất là sâu. Rồi tiếp cường tiếp theo đó là cường bị liên thận, em phải học cái lớp, ta học sắp xếp theo cái trình tự lớp lan như vậy, cường và cái suy. Rồi cường bị liên thận, hôm trước anh đã nói về cái thủy liên thận rồi,
em thấy tạo quá không hiểu tại sao đó. Mấy tế bào này là gọi tế bào ưa sắc, ưa sắc, ưa sắc, ưa rôm á, sắc là sắc, sắc đẹp, sắc đó nha, chứ không phải là cây sắc nha. Có sự việc là hỏi bộ thể nó ưa sắc này, nó ngoài nó trong cơ thể mình có sắc nhiều đâu, nó vô nó chị ngoài kia ưa rôm, ưa rôm tức là nhộn rôm, nó bắt lên để nó ngoài sắc vậy đó, chứ không phải là ưa cây sắc, nguyên tố sắc không phải. Nó là bản thân nó tế bào sắc rôm và nó cùng bản chất với những tế bào của hạt giao cảm, hạt giao cảm là hệ vi sinh vật đấy, và nó xuất phát từ cái ngoại của bị màu nên nó đã chui tu sao nó tu vô, giống như mấy em gối bánh là cái dương vậy đó, tự nhiên làm dương của thứ ngoại này, không hiểu tại sao. Em biết có bánh không? Bánh gì? Bánh gì nữa mà nó kiểu như vậy? Không phải bánh tét, bánh gì? Bánh ít, bánh ít. Bánh ít không? Bánh ít nó cũng giống người thận vậy đó. Thấy chưa? Em thấy nó rõ ngoài. Ở trong ít mỡ chứ đậu nha, không phải như dừa đâu. Cái đậu cũng xíu vậy đó. Mà trong trường hợp của nít này là bột rất nhiều mà cái nhân xíu à. Mà lúc nhỏ ăn với mấy em sao chứ bánh nít mà nhân bánh tét gì mà toàn là nếp không sao ăn, thấy không? Nhân nhiều đúng không? À, tương tự vậy đó. Tự nhiên cái cơ quan về thần kinh á, tôi cảm là nó bị rối là cái nhân của cái này. Tới học vậy đó, hình tượng như vậy đó, em nhớ lâu nghe. Và như vậy thì em thấy là nó rất là gọi là gì, để nó luôn để chúng mình nó công phần suy khỏi nói, nó vô tình nó tạo ra một cái hệ giao cảm là thông qua hai cơ chế hệ giao cảm đó, là cơ chế về hành kinh, là nó truyền tín hiệu bằng gì, bằng sợi thần kinh, bằng những cái gì chất dẫn thần kinh đúng không, acetylcholine colin này kia đó, thì cũng là no để liên này kia, nhưng mà vẫn truyền bằng điều hòa bằng hệ thần kinh bằng, và trong trường hợp này là điều hòa hệ thần kinh bằng phải gì bạn chị, cơ chế nội tiết là cái thể dịch, có nhớ không, nhớ cái câu thể dịch đào ngon đó, là đi bằng đường máu, bằng cơ chế receptor, bằng mục đích. Rồi do đó mà em thấy là khi mà ví dụ nha, nói trước nha, ví dụ tiếng thận mà bị cắt hai bên đi, cắt hai bên luôn, ví dụ như ung thư hai bên cắt hết, thì còn đâu mà thiếu thận về bên đây chết à? Bên đây cái chết thì biết còn bây giờ. Chết vì thiếu gì? Anh nói tôi rồi. Thấy chưa? Chết vì bù hai cái đó. Còn chết vì môi sinh dục không em? Sao biết? Biết hay vậy? Đoán hay em, đoán hay. Có ai chết vì thiếu môi sinh dục không? Không chết. Bất lực thôi chứ chết. Từ từ mới chết, mòn mỏi vậy. Mấy em hiểu không? Chứ không lòng à. Đấy, cái đó mà em hay lắm. Khi mà cắt hai tuyến thận hai bên ấy, thì sao cắt á? Thì có thể tụ gáp. Lúc đó sẽ bù cortisol, bù aldosterone và bù norepinephrine, cái chất của nó đó. Tuy nhiên á, sau đó mình sẽ bù tiếp cortisol và tiroxin, nó đó, nhưng mà khoảng chừng 2-3 ngày sau thì tự động ra cái mình sẽ ngưng no được. Lý do là cái hệ liên kinh giao cảm bù lại, cái chương lực của nghe là chương lực giao cảm đó, nó sẽ mạnh lên nó bù lại rồi nên không phải bù. Cho đó mà men sẽ không thấy khái niệm là suy nghĩ được thật. Rồi
Rồi tiếp. Học nãy là hiểu không em? Không ai nói cho vậy. Rồi. Như vậy thì tuyển thận nó tiết ra ba cái hormone, ba cái chất mà có hoạt tính rất rõ, đó là epinephrine hay là adrenaline. Hay nó là đây thuật ngữ tiếng Anh tiếng Pháp này không có gì, nó là một cái noradrenaline hay là dopamine. Như vậy thì ba cái chất này là nó làm nó giữ gáp, làm tăng gáp. Thứ ba chất này là tụt gáp. Cái ba cái chất này được xem là cái thuốc vận mạch cho bệnh nhân lâm sàng đó. Thuốc vận mạch trong những trường hợp bệnh nhân tụt gáp, ví dụ như là chóng nhiễm trùng, sau này mình học bài cho anh chóng nhiễm trùng. Nhiễm trùng một cơ quan nào đó nó không tính cái độc tố mà nó làm tê gì cái quá trình mà gọi là vận mạch đấy, thì để nâng huyết áp lên để duy trì sự sống thì dùng cái chất này. Cách dùng thế nào thì em sao anh như còn tự trị đấy. Rồi ba cái chất này nha, biết nghe được rồi. Có cụ thể như kia thì trong bài có đầy đủ em đọc thêm. Rồi như vậy thì em thấy là ba cái chất này nếu mà cường tủy lương thận đó thì nó tăng huyết áp khủng khiếp. Em hiểu không? Nó tính quá nhiều chất này tăng huyết áp khủng khiếp. Nó sẽ múc đi cái huyết áp luôn, múc cái đồng hồ đó, số đo đồng hồ đó. Như vậy thì số đo đồng hồ có ra là bao nhiêu? Bao nhiêu? Em có R không? Mua R áp chưa? Mua chưa vậy chưa? Học thêm mua gì? Học ở đâu? Đo ở đâu? Ở trong Q-Lab phải không? Học Q-Lab phải đo phải không? Rồi mang theo đo lại. Cái đó mà nói gì vui thôi, chứ mà thật sự là cả mấy em mà đi lâm sàng ngày xưa bây giờ anh tháo hức lắm. Mình sẽ muốn làm cái gì mà sướng mặt nó luôn. Rồi gắn cho ông nghe lên ngực. Rồi có nón tội càng tốt, đúng không? Nón tội càng tốt. Và trong túi áo lại có cái túi áo, cái cây nhiệt độ, đúng không? Rồi ở trong khi mới mua về là có uống được, đúng không em? Không à, bởi vậy trong lớp chỉ có mình em khác biệt thôi. Cái đó mà mấy em lên những cái lần như vậy mấy em lên chụp hình lại coi vậy mấy em thấy đơn giản vậy, nhưng mà 20 năm sau 30 năm sau mấy em nhìn lại là kỷ niệm lắm, mới nhớ mấy em vậy đó. Cái thời anh học là hồi xưa là như đâu có điện thoại, không có điện thoại. Tới 50 năm mới làm cái con Nokia cái cùi á, nó mới có. Làm gì có máy tính, có máy tính bàn không có luôn mà, bạn này rất hiếm, đừng có là lóc đớp. Thế nó mềm bây giờ thôi quá chừng quá đấy. Lưu hình ha, đẩy cho lô rồi đẩy lên đường. Rồi để nói về cái chút về cái bệnh này, người ta gọi là u sắc bào tủy lương thận, hay là tên cái thuật ngữ tiếng Anh đó là pheochromocytoma, là u sắc bào tủy lương thận nhé. Cái đó mà về lâm sàng thì sao? Về lâm sàng thì bệnh nhân em nhớ nè, đặc điểm về ngoại hình thì nó không thay đổi gì hết, giống như chứng con vậy đấy. Còn cái xin thì thay đổi nha, mặt mọc rồi rộng lông rồi mặt tròn này kia, cái xin thì mình biết liền à. Còn mấy này không biết, ngoại trừ là tăng huyết áp quá mức và nó có những cơ, tại nó tiết ra từng đợt mà cơ đó. Cơ tăng 2-3%, xong cái 15-20 phút cái tự xuống, lúc lên thôi, không biết lúc nào lên. Như vậy thì em nhớ quy luật này, quy luật số 10
là 10% là những trường hợp như vậy là do hạt giao cảm, u hạt giao cảm chứ không phải u tuyến thượng. Và 10% các trường hợp phêrôsoma là ung thư, tức là cái u tuyến thượng đó là ung thư, u tủy đó ung thư. 10% là ngoài hạt, ý là ngoài tuyến thượng, là hạt. Với số 10 đi, dễ. Rồi như vậy thì câu hỏi là kia là hạt giao cảm nó nằm đâu? Hạt giao cảm nó nằm khắp nơi cơ thể, từ ở vùng cổ cho đến tận cùng là ở bàng quang. Hạt giao cảm, rất nhiều hạt giao cảm, nhưng mà trong đó nó có cái hạt lớn nhất là nằm chỗ cái gần chỗ cái con chia của động mạch chân dưới đấy, ở đây 23 đó, gọi là dương cơ khăn, đọc khó nước bên này đọc khó tạm tên khó quá, dương cơ khăn đọc gì đọc nha, thiên âm tiếng Việt đó. Tại sao đặt cái tên ông này, tại vì ông này phát hiện ra là khi mổ tử thi đó thấy ủa sao cái này nó giống như cơ quan gì đó, nó to lắm nè, nhưng mà khi mà làm sinh thiết á, mô hình thì nó là hạt giao cảm, từ tế bào của hạt giao cảm rất lớn. Do đó mà những trường hợp như vậy, tăng áp rất cao, rồi đo mấy cái chất á, ba chất mẹ đó trong máu mà trong nước tiểu là 4 giờ, nhớ nha, trong nước tiểu là 4 giờ chứng cortisol gì đó tăng quá mức thì chứng tỏ là gì, là tiết quá nhiều chất này trong máu. Thì tiếp theo đó mình gọi là leukocytosis, tức là mình phải định vị nó khối u ở đâu. Thì thường là mình chụp CT bụng MRI của mình thì 90% là gặp ở thượng thận, còn lại 10% gặp chỗ khác, mà chỗ khác thì thường gặp là chỗ cơ quan đó đó, thì rất cần. Cho đó mình có những trường hợp đặc biệt là nó có ở hạt ở cổ, rồi ở bàng quang. Cho đó mà khi gặp bệnh nhân vui vui là hỏi em trai, ủa sao em lúc tăng huyết là thường em ngồi với người yêu á, trong quay cổ quay chút là tự nhiên lên này lưng ngáp á, ừ nó mừng cái đó, rồi em nhẹ nhẹ chút em hết này, mà gặp mấy lần vậy thôi. Ví dụ vậy đó. À rồi, nam nữ cũng vậy luôn nha, cho bộ nói nam thôi chứ nam nữ cũng vậy. Rồi nó dùng bàng quang á, thì mỗi lần đi tiểu là nó lên, nó ghép lên cái cơ cái dài khoảng 15-20 phút, vui lắm. Gặp là biết rồi, mấy anh này nằm chỗ cái quần đó đó, à, nghi ngờ vậy đó, thấy một chụp CT MRI vậy đó, phát hiện đó. Cái cơ điển hình đó là gọi là cơ huyết áp cực phát, tức là huyết áp nó tăng quá mức và nó gây tổn thương cơ quan đít của nó, tổn thương cơ quan đít huyết áp đó là mắt, võ mạc mắt, rồi tim và thận. Tuy nhiên chúng ta thấy là sao, nó sẽ tức là nhịp tim rất nhanh, nhịp tim rất nhanh, bệnh nhân sẽ có thể gọi là xanh tái, lý do là nó co mạch quá mức á, mạch thiếu máu nuôi ở đầu chi, xanh tái và há mồ hôi rất nhiều, rồi bừng nhức đầu, mờ mắt thì đủ chuyện. Một cơn kéo dài khoảng 10-15 phút tùy theo, và là cơn tăng huyết áp kịch phát điển hình của phêrôsoma hoặc là có gì em chưa. Như vậy em thấy là cái điển hình này nó chiếm nhớ câu 10-15%
trong người lâm sàng thôi, còn lại là tăng huyết áp mãn tính. Ở đây cũng là tăng huyết áp, nguyên nhân của tăng huyết áp người trẻ tuổi, người trẻ tuổi trung niên đấy, có loại 20-30 tuổi nhưng mà thường là 40-50 tuổi. Cho nên chú ý với bạn mình có chứng nào mình giúp bạn nha, hỏi hỏi tăng lúc nào, tình huống nào tăng dậy như thế nhé. Rồi chúng ta đi qua những cái cường, bệnh lý cường, cường về chức năng của các cái bệnh lý liên quan đến tim thần. Nào, bây giờ học suy nha, suy thứ nhất mà nội trợ đó là gì? Suy tủy tinh thần, nếu có xảy ra trong những giờ đầu hay những ngày đầu sau cách hai tiếng thần nha. Còn lại thì không có vụ mà suy tủy thần hành tinh. Và suy thường, cái đó thường ta gọi là suy vỏ tinh thần. Suy tinh thần là tình trạng suy vỏ tinh thần. Thế định nghĩa là gì? Là giảm sản xuất glucose và tinh huyết hay là glucose và tinh huyết, hai lớp ngoài đó, hoặc là cả hai. Nguyên nhân là cũng nguyên phát và thứ phát. Nguyên phát là các bệnh lý tại tuyến thượng thận, ví dụ mổ cắt thượng thận hai bên, hay là lao thượng thận hai bên, hay là bệnh lý tự miễn phá hủy thượng thận hai bên, và suy thận thứ phát là những trường hợp suy tinh nghiêng đấy, giảm tiết là CDH từ tinh nghiêng, hay là cái trường hợp suy thận do thuốc, tại còn dưới họ đi có sinh do thuốc lại, hiểu không? Sao cuối mạng như vậy? Em nào lớp có học tập vậy? Em nào lớp có học tập? Mà em nào em? Không, em nào có như học hả? Tôi có như nghệ đâu. Ai lớp có như nghệ? Vậy nó trưởng lên lên tay luôn vậy? À, nó không có rồi nè. Ủa, vậy không có văn nghệ gì hả? Ủa, sao buồn vậy? Vậy là không ca hát gì lớp này chứ hả? Rồi lớp có lớp khó thể dục cái thao không? Gì vậy? Rồi có lớp khó phong trào không? Không nói luôn. Rồi lớp khó tình yêu em, lớp khó đời sống có không? Đời sống có không? Có. Trời ơi, nghe còn như lớp trưởng là hết sao mà nói. Thôi vậy lớp trưởng nghe không? Rồi suy thận là nó ngược lại của cường thận. Trong trường hợp đấy là suy thận nha. Mà thường đó, ta nói về là suy cội son, thiếu cội son. Lâm sàng nó ngược lại với cái, nó ngược lại với cái cường thận thiếu cội son. Mà tăng cội son bằng tiếng cái xin đấy, thì nó ngược lại là gì? Bệnh nhân sẽ tụ ra, bệnh nhân sẽ mệt mỏi, bệnh nhân sẽ biến ăn, chán ăn, trầm cảm. Giảm hoạt động mà nhớ như vậy, cái kiểu suy giác vậy đó, giảm. Nhưng mà sợ nhất đó là gì? Sợ nhất đó là tụt áp và bệnh nhân sẽ đi hả? Mệt mỏi, lúc nào cũng mệt mỏi, ngày suốt ăn kém. Trong lớp này có đứa, có bạn nào, như đứa nào kỳ? Có bạn nào mệt mỏi rồi gì không? Đủ chuyện không? Sao em nào không?
sao mà tao đeo khẩu trang như vậy, sao mấy em tôi đây ngủ chung ăn chung về ngày đeo khẩu trang chơi vậy đó, lúc học đeo khẩu trang là lúc mà ăn uống sẽ mở ra. Trời ơi ngộ nha, quy định kỳ vậy. Rồi ối mửa, tiêu chảy. Thế nên em thấy là nguyên nhân thường gặp nhiều nhất hiện nay đó là suy thượng thận do phẫu thuật nội tiết, tại vì giờ bác sĩ lạm dụng rất là nhiều. Em muốn cho bệnh nhân khỏe mạnh nhanh, giảm đau nhất thì cứ cho nội tiết đi. À, làm bệnh nhân sang tốt, thậm chí mấy em vậy, mấy em cố gắng nội tiết đi. Vài ngày lại thấy rất khỏe, rất sảng khoái mọi thứ. Thế đó bác sĩ là lạm dụng. Bác sĩ đây thì cũng là tương lai của mấy em, là mấy em trong tương lai đó. Đang nhớ dồn là thôi, cho đúng chỉ định mà chú ý. Cho đúng chỉ định rồi, tại vì chắc tôi phụ nó ghê lắm. Suy thận hiện nay nhiều nhất là do lạm dụng thuốc hoặc chú ý. Thế đó những bệnh nhân mà khi mà thời gian ngưng thuốc, là bệnh nhân có đầy đủ các triệu chứng, thì đi khám khắp nơi, ngủ được đi khám về giấc ngủ, ối mửa hoài đi khám về chưa quá rồi soi chống mặt tuyến đầu đi khám tiền đình thần kinh tai mũi họng rồi đau nhức khớp đi khám khớp, hầu như là lúc cũng cũng biết mà không bao giờ hết được, chỉ cần bù xíu vào một viên thuốc này là viên thuốc tiên ổn liền. Cho nên mình phải biết cái nhận dạng mình nhìn ra. Cho nên bác sĩ nội tiết là em thấy chuyên trị những trường hợp khó, những trường hợp mà bác sĩ đóng quát sẽ rất là. Rồi nhớ có trường hợp là sạm da. Sạm da tức là những trường hợp mà suy thượng thận nguyên phát á, ví dụ lao thượng thận hay là bệnh tự miễn thượng thận, nó phá hủy thượng thận thì ACS sao em? Nó tăng lên, đúng rồi, nó tăng lên gây sạm da. Cho nên thấy trường hợp suy thận mà có sạm da là biết suy thận nguyên phát. Còn suy thận thứ phát là nó sẽ da nó nhờn. À, ACS nó thiếu. Mày hiểu không? Thứ phát là từ tự nhiên đó. Nó sạm da vậy đó. Các em coi bên bàn cái bên nó giống gì không? Lòng khẩu trang ca thì thấy liền. Sạm da, tăng lên nè. Mở ra coi cái đóng lại vậy đó hả? Trời, cái đóng lại đeo lại vậy đó hả? Ai nghe mày mở ra coi ra nghe không? Xong cái ô nhà lại. Con nói chuyện về câu nữa đó. Rồi xong rồi áo lây chưa? Đóng lại. Cũng cảm cũng vui á. Rồi cho đó mà cái suy thượng thận nguyên phát mà trong trường hợp mà tự miễn đó, hay là lao thượng thận đó, thì cũng là lực bỏ nha mấy người, không phải lực tự. Rồi hết bài đó. Đúng ra là có cái em chuẩn bị bệnh án để anh trình. Trình trên đây nè. Giống như em trình ở lâm sàng vậy đấy. Nhưng mà thật sự là trong những lúc khóa trước đó, anh dạy y ở đây là cũng lâu rồi, bao nhiêu năm rồi, mấy em là khóa mấy? 11 anh dạy từ y ba là 11, từ ba là 8 năm. Thì anh thấy là cái bệnh án ở trường đó thì nó không có hiệu quả bằng ở lâm sàng. Bệnh án nếu có ở trường là chỉ dạy em cách thôi, xuống lâm sàng có thực sự, tại vì
Tại vì cái người trình với em trình á thì phải có người coi lại chứ. Coi cái người đem khám á, em nhận định có đúng không? Em hiểu không? Chứ còn em trình, trời ơi cái này cái tiểu đường hay là cái xin hay là gì đó thì tôi mình tự tự thầy ra khám không phải gì đâu. Vậy đó. Rồi em sẽ có 15 đến nửa tiếng. Trao đổi. Còn nếu không có trao đổi á thì em sẽ hát đủ 15 30 phút. Cái kia nó nhảy. Cái gì?